Lời đầu tiên cho phép Audio Sài Gòn kính chào tất cả các bác. Clip đầu tiên của Audio Sài Gòn, em xin giới thiệu đến các bác hai mẫu dây quay optical tốt nhất trong tầm giá hiện nay. Đầu tiên là loại dây quay Hitachi 7 Nhật, hàng 7 nguyên bản. Dòng này thì em có hai loại. Một loại là 1m8 với giá là 185.000 trên một sợi, và một loại 5m giá 400k trên một sợi. Em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn. Với thiết kế loại bên trong là thủy tinh nên truyền tải chất âm rất là tốt hơn những loại dây quay thông thường. Đầu quang là đầu nhựa. Đầu quang là đầu nhựa nên truyền tải tín hiệu rất tốt. Còn bên ngoài được bọc bằng lớp sát rắn chắc chắn và bền bỉ đem lại tính thẩm mỹ cao. Đây, các bác nhìn tổng thể dây quang ha. Rồi, và tiếp theo đó là một loại dây quang Audio Web hàng 7 của Mỹ. Dòng này thì em cũng có hai loại. Một loại là 1,5m giá 250.000 trên một sợi, và 2m giá 280.000 trên một sợi. Với thiết kế đầu quang bằng kim loại, mạ vàng, truyền tải tốt, chất âm ổn định và chi tiết. Đặc biệt hai đầu được làm bằng kim loại rất chắc chắn và bền bỉ. Này, em tháo cho các bạn tất cả các bác xem ha. Ở đây Audio Web nè. Rồi, bọc ngoài cũng là một lớp vỏ sát rắn chắc chắn và có tính thẩm mỹ cao, đem lại nhìn lại sợi quay nó cũng đẹp nữa. Đó. Vừa rồi em vừa giới thiệu cho các bác hai mẫu dây quay của Hitachi và Audio Web. Các bác thích mẫu nào thì có thể liên hệ em qua số điện thoại em để dưới phần mô tả, hoặc để lại số điện thoại ở dưới bình luận, em sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp cho các bác. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Audio Sài Gòn.